đây là cầu Vĩnh Thuận nha quý vị. Cái đường này, cái hướng này đi vô Kinh Một. Bên tay phải chúng tôi đang là đường này đi về Kinh Một. Còn cái dòng sông này đi chạy xuống Quyện Sử, Thái Bình. Bên kia sông là công viên. Hola hola. Okay, Hữu Phước Kiên Giang xin mến chào toàn thể quý vị nha. Và hiện giờ Hữu Phước đang đứng ở quê hương tôi, quê Vĩnh Thuận quê tôi. À, đây là dòng sông Vĩnh Thuận, trên cầu Vĩnh Thuận. Xe anh chở ghe, anh chở gạch là trên sông. Đây cái dòng sông này đi hướng về, đây là hướng về chợ và đi về dành chất băng Ba Đình. Xuống như là lai cam vậy á. Đây là chân cầu nhìn xuống chợ Vĩnh Thuận, khu phố văn hóa Vĩnh Phước 2. Quay này là bao gồm hết chợ luôn á. Chạy hết chợ luôn. Có thể nói là thả nhiều quá ta. Vĩnh Thuận. Kế bên đây là trung tâm nha khoa, nha khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn. Đó, đây là nhà lập chợ đó. Cũng là chợ Vĩnh Thuận bây giờ cũng sung lắm. Hiện giờ Hữu Phước Kiên Giang đang đứng trên cầu nhìn xuống hướng chợ Vĩnh Thuận nha quý vị. À, bây giờ là tháng 3 của năm 2020. Xe lại đi Trang ơi. Hả? Qua bển lại đi luôn hả? Quay về đi. Quay về chợ nè. Đây trên cầu nhìn xuống chợ Vĩnh Thuận nha quý vị. Nhìn toàn cảnh chợ Vĩnh Thuận luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Có Uber chạy tới dừng trên cầu luôn. Okay, let's go. Bây giờ hả, nếu muốn đi đường kia đi cũng được. Đi thẳng không, quẹo quẹo đi chợ mới. Đường Mai Văn Chương đó. Đây là trên cầu đi xuống quẹo qua đường lộ mới, đường Mai Văn Chương. Đây là đường lộ Mai Văn Chương nha quý vị.
trước này là có chùa Miên hả? Chùa gì ta? Chùa này chùa chùa Phước vậy nè, chùa Phước Linh. Phước Linh. Chùa Phước Linh. Họ là ở thị trấn Vĩnh Thuận. Đây là chùa Phước Đức Phổ Nguyên. Đây phía chợ Vĩnh Thuận từ ở dưới bến tàu đi lên nha, đường này hướng bến tàu đi lên nha quý vị. Chợ Vĩnh Thuận bây giờ đang sung, rất là sung. Mặc dù là Covid-19 nhưng mà chợ vẫn còn đông người như thường. Bán bánh mì à. Quay quảng cáo tìm bánh mì ơi. Đây bánh mì một ổ 10.000 không à. Trà bông xích gì đầy đủ chân luôn. Chợ Vĩnh Thuận vào lúc 6 giờ chiều. Ở quay camera đằng trước nè. Mình đi từ cái hướng đằng cầu đi xuống dưới bến tàu. Cái này nó rõ rồi, nó đều hơn. Thấy hết hai bên luôn phải không? Đây là bến tàu cao tốc Vĩnh Thuận. Nhà của cậu sĩ ở đây nè. Chỗ chiếc xe trắng nè.
luôn. Dướng cái tay con thầy. Quay lên rồi đi sao nha. Rồi giờ dính rồi chưa? Dạ, dạ, dạ.